Hỡi mẹ đầy ơn phúc, đời đời diêm phúc, Chúa ở cùng mẹ. Hỡi mẹ đầy ơn phúc, là người diêm phúc, đã sinh con Chúa Trời. Hỡi mẹ đầy ơn phúc, mẹ hằng cứu giúp, xin cứu giúp con. Trên đường đời con đi, gặp nhiều gian nguy, mẹ chớ quên con. Xin chúc mừng năm mới đến tất cả anh chị em đang tham dự thánh lễ tại nơi đây, cũng như tất cả anh chị em đang tham dự thánh lễ trên toàn thế giới, đang hướng về nhà thờ Chánh Tòa. Chúng ta đến để tạ ơn Chúa trong một năm qua. Chúng ta cũng dâng thềm năm mới cho Chúa, đó là 2021. Chúng ta đến với Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ. Hôm nay là ngày đầu năm giáo hội cho chúng ta nhìn về một người mẹ trên trời. Mẹ là mẹ Thiên Chúa, cũng là mẹ của các tín hữu. Chúng ta đến với mẹ trong thánh lễ này với tâm tình tạ ơn Chúa, dâng năm mới cho Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và Chúa Giêsu. Anh chị em chúng ta có thể quay qua nhau, chào nhau, chúc nhau một năm mới bình an của Chúa cho nhau. Nhân ngày đầu năm, chúng ta cũng thấy một số anh chị em xin lễ tại nơi đây cũng như trên lễ online. Đó là một gia đình xin lễ tạ ơn Đức Mẹ, Thánh cả Giuse, cho gia đình năm mới được bình an, cầu cho linh hồn Giuse, ông cố Phạm Vinh Quang nhân ngày giỗ 4 năm, và xin cầu cho linh hồn Giuse trí tài. Một gia đình xin lễ cầu tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và cầu bình an, cầu cho cha mẹ hai bên Dominico và hai linh hồn Maria, cô cháy. Xin lễ cầu cho linh hồn, cho các linh hồn và cầu bình an trong năm mới. Thảo Biển xin lễ cầu bình an trong năm mới. Gia đình con xin lễ tạ ơn Chúa và ban cho năm mới bình an. Và những ngày hôm nay cũng là 4 năm bố của con đã qua đời. Cùng với gia đình con, chúng ta dâng ông cố cách riêng linh hồn Giuse Phạm Vinh Quang trong thánh lễ này. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình thương của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng Cha. Làm bởi bay mà cho bởi ta, đó là lời Chúa phán. Tất cả những gì tương lai, ngày mai là Chúa biết. Chúng ta đến với Chúa trong ngày đầu năm, thềm năm mới. Chúng ta đến để phó dâng cách riêng và cũng tạ ơn trong một năm qua sóng gió, đau khổ. Nhưng Chúa vẫn gìn giữ, che chở. Và chúng ta cũng phó dâng tất cả những anh chị em, gia đình đang đau khổ, mắc căn bệnh COVID-19, cũng như những người đang hấp hối. Xin Chúa thương ban cho họ cũng được về hưởng nhan thánh Chúa. Giờ đây anh chị em chúng ta thành tâm thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dân đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhắm lời chúng con cầu khấn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, ngày này ngày Đức Trinh Nữ Maria sinh Hà Đấng Cứu Thế, Chúa đã tặng ban cho nhân loại kho tàng ơn cứu độ muôn đời. Xin cho chúng con và thế giới hôm nay được nhờ lời Đức Mẹ nguyện giúp cầu thay. Vì chính nhờ Đức Mẹ, chúng con mới được nhận lãnh nguồn sức sống vinh cửu là Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách dân số. Đức Chúa phán với ông Môsê: Hãy nói với A-ha-rôn và các con nó rằng, khi chúc lành cho con cái Israel, anh em hãy nói thế này: Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em. Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và rũ lòng thương anh em. Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Chúc như thế là đặt con cái Israel dưới quyền bảo trợ của dân ta và ta. Ta sẽ chúc lành cho chúng. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Nguyện Chúa Trời rũ thương và chúc phúc cho chúng con. Nguyện Chúa Trời rũ thương và chúc phúc cho chúng con. Nguyện Chúa Trời rũ thương và chúc phúc, xin tỏa anh tôn nhan rạng ngời trên chúng con, cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa và muôn nước biết ơn cứu độ Ngài. Nguyện Chúa Trời rũ thương và chúc phúc cho chúng con. Ước gì muôn nước gieo hò mừng rỡ, vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh. Người cai trị muôn nước theo đường chính trực và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này. Nguyện Chúa Trời rũ thương và chúc phúc cho chúng con. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài. Lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài. Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta. Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người. Nguyện Chúa Trời rũ thương và chúc phúc cho chúng con. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galat. Thưa anh em, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ và sống dưới lề luật để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai thần khí của Người đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: Abba, Cha ơi. Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con. Mà đã là con thì cũng là người thừa kế nhờ Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ. Nhưng vào thời sau này,
Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Từ. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bethlehem. Họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về hài nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo. Khi hài nhi được đủ 8 ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho hài nhi là Giêsu. Đó là tên mà sứ thần đã đặt cho người trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Giêsu nghĩa là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Người Công giáo, chúng ta đã có Chúa, chúng ta đã mặc lấy Chúa Giêsu. Đó là khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội và chúng ta được làm con Chúa. Hôm nay nhân ngày đầu năm, đặc biệt năm nay 2020-2021, chúng ta thấy ngày đầu năm lại rơi vào ngày thứ 6 đầu tháng, rất có ý nghĩa đối với chúng ta. Thiên Chúa quyền năng, Thiên Chúa là đấng dựng nên vũ trụ, và Thiên Chúa đến để cứu vớt chúng ta, và Ngài luôn che chở, nhất là những ai đến cậy trông. Mà cộng đoàn chúng ta vừa có một giờ để tôn vinh Chúa tại nơi đây. Chúng ta đến với lòng thương xót của Thiên Chúa, bởi vì thương xót Chúa đã đến thế gian, bởi vì thương xót Chúa đã mời gọi tất cả những ai gánh nặng, những ai tội lỗi, hãy đến để múc lấy máng nước tình thương và máng nước tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa chúng ta. Và đặc biệt trong ngày đầu năm, Giáo hội Công giáo lại cho chúng ta nhìn về một người mẹ trên trời. Mẹ là mẹ Thiên Chúa. Chúng ta thấy, cảm ơn cộng đoàn, đây là cái áo mà con đang mặc đây. Cộng đoàn đã tặng cho con cũng khá lâu rồi, và hôm nay con mang ra con mặc nhân ngày đầu năm Đức Mẹ La Vang. Và Đức Mẹ là mẹ của Việt Nam, của chúng ta. Mẹ cũng đã bế Chúa con trên cánh tay. Đặc biệt chúng ta có Đức Maria, mẹ luôn che chở chúng ta, nhất là anh chị em. Thật vậy, nhìn về trong suốt một năm qua, anh chị em đã thấy thế giới đau khổ rất nhiều. Nhiều người trong chúng ta, gia đình thân thương, cũng đã có những người đã ra đi, có những người còn vẫn đang bệnh, còn có những người sợ hãi quá mà cũng trở thành người bệnh nữa. Và hôm nay chúng ta đến nhân ngày đầu năm, anh chị em, đầu năm là một ngày mới, đầu năm có một tư tưởng mới, đầu năm có một niềm tín thác mới, nhất là đối với người Hoa Kỳ hay người châu Âu. Thường thường ngày đầu năm họ cố gắng hứa một điều gì đối với chính mình, hay là đặt cho mình một cái tương lai. Ví dụ chúng ta có thể làm một việc gì nào đó, như là đầu năm đi thể dục nhiều hơn, đầu năm tử tế với nhau nhiều hơn, đầu năm để cho gia đình nhiều hơn, đầu năm có thể chúng ta làm một việc bác ái gì đó trong một năm mới này. Người ta thường hứa với nhau và thường làm điều đó trong ngày đầu năm. Đối với chúng ta, chúng ta là người có Chúa, chúng ta là con của Chúa, và chúng ta cùng với mẹ Maria. Vậy năm nay anh chị em chúng ta cách riêng thế nào? Đối với con,
thì năm nay chúng ta đến với Đức Mẹ. Chúng ta đến với Đức Mẹ và phó dâng chính mình cho Đức Mẹ, cũng như hứa với Đức Mẹ rằng xưa kia Mẹ bế Chúa con, hôm nay con cũng dâng chính thân xác của con, dâng gia đình con, tương lai con, tất cả từng đứa con và tất cả những gì mà con đang sắp làm cho Mẹ. Và chính Mẹ đã đồng hành với Chúa Giêsu trong suốt cuộc đời. Xin cũng dạy cho con trong năm mới này trung thành với Chúa, dù có thử thách hay hạnh phúc hay gian nan hay thành công, luôn luôn cho con đặt Chúa trong cuộc đời của con. Và cũng xin Mẹ Maria và Thánh Tâm Chúa Giêsu qua lời cầu bầu của Thánh Giuse, năm nay là năm đặc ân mà Trung Giáo Hội cho chúng ta nhìn về vị Thánh khiêm nhường Thánh Giuse để dâng cách riêng gia đình của mỗi người chúng ta, cách riêng cho Thánh Giuse trong năm nay. Con chúc cho tất cả anh chị em đến với Chúa trong thánh lễ đầu năm, cũng chúc cho tất cả những người trong cộng đoàn chúng ta trong năm nay được ơn bình an từ trời mà Chúa Giêsu sẽ ban cho mỗi người chúng ta, được ơn che chở của Thánh Giuse và Mẹ Maria, được ơn bảo vệ của các thiên thần và các thánh, và nhất là anh chị em chúng ta hy vọng thế giới sẽ trở lại bình thường trong một vài tháng tới. Và nếu một điều anh chị em trở lại bình thường, nếu chúng ta thành công trong năm nay, anh chị em nhớ làm điều gì? Có thể rộng lượng nhiều hơn với mọi người nghèo khó trên toàn thế giới. Anh chị em, ngày nay con được biết thế giới rất nhiều người đang đau khổ. Có nhiều người đọc những tờ báo, đọc những cái tin của thế giới, chúng ta thấy hàng năm nước Hoa Kỳ chi phối cho 40% thế giới tùy thuộc vào những cái gì mà người bố thí của đất nước Hoa Kỳ cho thế giới. Nhưng rồi trong một năm qua, đất nước chúng ta cũng gặp đau khổ, nên từ đó rất người, nhiều người trên thế giới đã bị đói nghèo trong suốt năm qua. Anh chị em hy vọng năm mới này, nếu chúng ta làm ăn khá giả, xin thương đến những người nghèo khó chung quanh chúng ta. Amen. Giờ đây anh chị em chúng ta đứng lên để chúng ta tuyên xưng đức tin. Anh chị em có từ bỏ ma quỷ không? Thưa từ bỏ. Mọi sự dối trá của ma quỷ không? Thưa từ bỏ. Mọi tội lỗi gây nên bởi ma quỷ không? Thưa từ bỏ. Anh chị em có tin Chúa Cha đã đứng đã yêu thương dựng nên vũ trụ không? Thưa tin. Anh chị em có tin Chúa Giêsu đã yêu thương loài người, Ngài đã sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria chết sống lại, hiện giờ Ngài đang ngự bên hữu Chúa Cha không? Thưa tin. Anh chị em có tin Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội và tin xác của loài người ta sống lại không? Thưa tin. Chúng ta đã hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy nhân ngày đầu năm. Tất cả chúng con đều phó dâng cách riêng gia đình chúng con cho Thánh Tâm Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Xin chúc lành trong năm mới này cho tất cả chúng con được ơn bình an từ trời. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Anh chị em rất thân mến, nhân ngày đầu năm, chúng ta đến với Chúa, chúng ta tạ ơn Chúa về những hồng ân Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta trong một năm qua. Chúng ta cũng xin phó dâng tất cả những gì đã thất bại trong năm qua. Xin Chúa chúc lành cách riêng trong năm mới này, nhất là tín thác cậy trông vào Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Với lòng biết ơn Thiên Chúa, chúng con đến với ba đấng Thánh cả Giuse và Đức Mẹ và Chúa Giêsu, dâng cách riêng mỗi người chúng con, dâng gia đình, dâng giáo xứ, dâng giáo hội và thế giới cho Chúa, cho ba đấng. Xin ba đấng chúc lành gìn giữ chúng con trong 365 ngày mới của 2021 này được tràn đầy ơn trên. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng con cũng dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện mà anh chị em chúng con đến với Chúa nhân ngày đầu năm mới. Xin Chúa chúc lành và ban cho chúng con những ước muốn được toại nguyện trong năm mới này. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng con cũng dâng lên Chúa tất cả những linh hồn đã ra đi, nhất là những người thân yêu trong cộng đoàn của chúng con, những người thân yêu trong gia đình. Xin Chúa thương thanh tẩy, ban cho họ được ơn tha thứ và được sống lại bên Chúa cùng các thánh muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, mọi sự tốt đẹp ở trần gian để bắt nguồn nơi Chúa và phải nhờ tay Chúa mới phát triển được tới mức thập toàn. Ngày hôm nay nhân ngày đầu năm mừng lễ Đức Mẹ là Mẹ Thanh Mẫu, chúng con được hoan hỷ vì ơn cứu độ của chúng con đã khai mào. Xin cho chúng con cũng được hạnh phúc thấy ơn ấy hoàn toàn mỹ mãn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhân ngày đầu năm mừng kinh Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Đức Maria diêm phúc trọn đời đồng trinh, chúng con cùng ca ngợi, chúc tụng và tung hô Chúa. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã thụ thai con một Chúa và đã chiêu dãi vào thế gian ánh sáng vinh cứu là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhờ người, các thiên thần ca ngợi, các quan thần thờ lạy, các quyền thần kinh sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với đạo binh thiên quốc, cùng với các thần sốt mên, đồng hân hoan chúc tụng Chúa. Xin cho chúng con cùng đồng thanh với các ngài, thành khẩn tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần xuống mà thanh hoa của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan truyền Chúa chịu chết cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Kevin Venn, Giám mục giáo phận chúng con, các giám mục phụ tá Timothy và Thomas, và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến tất cả anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, đặc biệt các linh hồn mà chúng con nhớ họ trong thánh lễ đầu năm, các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc trong gia đình chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con cũng nài xin Chúa thương xót đến tất cả chúng con. Chúng con dâng năm mới cách riêng cho Chúa. Xin Chúa chúc lành cho thế giới chúng con, gia đình và tâm hồn của mỗi người chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bà Thanh Sạch Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và toàn thể các thánh, nhất là các thánh cha ông tử đạo Việt Nam chúng con đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người, và mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen. 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 Anh chị em chúng ta với tấm lòng tín thác, giờ đây chúng ta dâng lên Chúa Cha kinh mà chính Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta và dâng cách riêng năm mới 2021 này cho Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng cha. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chúa Giêsu Kitô, Ngài đang hiện diện giữa chúng ta. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Giờ đây là giờ phút linh thiêng, chúng ta sắp sửa đón Chúa đến trong nhà. Chúng ta cũng xin Chúa đến chúc lành cho mỗi người và dâng năm mới cách riêng cho Chúa. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong bí tích mình thánh. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao rước Chúa vào linh hồn con. Nhưng bởi vì bây giờ con không thể rước Chúa được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng. Chẳng khác gì như con được rước Chúa thật. Con xin đón rước Chúa, cùng kết hợp làm một với Chúa cho tròn. Xin Chúa đừng để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Lạy trái tim Chúa Giêsu, cái chỉ lòng con suốt đời. Chúa lìa con biết nơi dương gian con giá lạnh hôm nay, hãy ở lại trong cõi lòng con. Lạy Đức Chúa Giêsu, trong giờ phút hân hoan bước vào năm mới, thềm xuân mới, cộng đoàn chúng con đến quây quần bên Chúa. Chúng con đã được Chúa đến trong thăm nhà của mỗi người chúng con. Trong giây phút này chúng con cũng xin Chúa chúc lành và ở lại với chúng con. Chúc lành cho những lời nguyện cầu của chúng con trong năm mới này. Chúc lành cho tương lai của mỗi người gia đình chúng con. Xin Chúa che chở, bảo vệ, nâng đỡ chúng con.
và xin cai cơ binh trên trời lấy quyền Chúa, đó là qua tổng lãnh thiên thần Mikae, xin bắt tất cả các ma quỷ đang hành hạ thế giới chúng con, cho bắt chúng giam cầm xuống hỏa ngục. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa hoan hỷ dự tiệc nước trời và hành diện tuyên xưng Đức Trinh Nữ Maria là mẹ Thánh Tử Giêsu, cũng là mẹ Giáo Hội và là mẹ chúng con. Xin cho yên tiệc này giúp chúng con đủ sức đạt tới phúc trường sinh. Người là Thiên Chúa hàng sông và hiện trì cùng Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Một lần nữa thay mặt nhân ngày đầu năm, con cũng thay mặt với quý cha tại nhà thờ Chánh Tòa, chúc cho tất cả cộng đoàn dân Chúa, anh chị em đến với Chúa, cũng như tất cả anh chị em đang tham dự thánh lễ, với tất cả mọi người trong giáo xứ chúng ta, trong năm mới này được bình an và sự che chở của Thiên Chúa. Xin Chúa chúc lành cách điên cho tương lai và những ý nguyện mà anh chị em chúng ta sắp sửa kế hoạch trong năm nay, được Thiên Chúa chúc phúc và được toại nguyện như lòng mong muốn. Happy New Year to all of you. The best wishes for the new year I wish for all of us. Have a wonderful year, a peaceful year and healthy year too. And may the Lord grant His mercy upon us and answer our prayers. Whenever we call upon the name of Jesus, the Lord will protect and answer and keep us safe. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Lạy ơn tổng lãnh thiên thần Mikae, xin giúp chúng con trong cơn giao chiến đánh phá sự hiểm ác mưu sâu quỷ dữ. Chúng con sắp mình nguyện xin Chúa chế trị nó, cùng xin nguyện xoay cơ binh trên trời, lấy quyền phép Chúa mà hạ Sa-tan cùng các quỷ dữ đang rong ruổi khắp thế làm hại các linh hồn, xin bắt chúng giam cầm trong hỏa ngục. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Con đến trước tòa nữ vương uy quyền, dâng hồn dâng xa, dâng cõi lòng yêu mến, phó chót nơi mẹ tấm thân nhỏ hèn, trên đường con luôn vui sống bằng yên. Ôi Maria, xin mẹ nhân lấy tâm thần xác hồn con đến hiến dâng, quyết chí thánh hóa nhờ mẹ trong mẹ, vương chi chiến đấu vì mẹ trong mẹ, nước mẹ thống trị chiến sĩ trên đường mới, xây đắp vinh quang nước cha muôn.